Kính thưa giáo sư Phan Văn Trường, các bạn trong hội cây nền thân mến, mấy ngày hôm nay ở nhà có thời gian suy ngẫm về cuộc đời, về lẽ sống, về quan hệ giữa đấng tối cao, môi trường sinh thái và con người. Nghĩ về giáo sư Phan Văn Trường và các hoạt động cây nền, tất cả những điều đó đã thôi thúc tôi viết bài thơ Một đời tìm đường. Thầy đi từ thuở thiếu thời, gia tài chỉ có những lời cha khuyên. Vào đời con phải tự tin, phải sống nhân ái mới nên thành người. Đầy trời tuyết lạnh mưa rơi, một mình bươn trải khôn nguôi nhớ nhà. Khắc ghi tình mẹ công cha, dày công học tập để ra thành người. Ngành cầu đường tốt nghiệp rồi, vào đời thầy trở thành người giảng viên. Quy hoạch vùng và kinh doanh, một đời quản trị thầy thành leader. Lập bao đề án khổng lồ, thằng bờm kinh nghiệm kế thừa cha ông. Một đời thương thuyết thành công, được Tổng thống Pháp ghi công 2 lần. Cuộc đời dường đã bình yên, lòng luôn trăn trở về miền quê hương. Nghe lời dạy của bề trên, thầy về nước đi khắp miền Bắc Nam. Hết lòng trao trọn tình thương, một đời như kẻ tìm đường về quê. Con đường hạnh phúc đơn sơ, chẳng cần tìm ở bến bờ xa xôi. Kết tinh của cả một đời, cái nền thầy dạy làm người thành công. Thiện căn là ở trong tâm, thầy đem tất cả hiến dâng cho đời. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi, tạo ra giá trị làm người vị tha. Ta về tìm lại chính ta, xin làm một chiếc Lada sân đình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.